đã xảy ra 25 trận động đất nhỏ có độ lớn từ 2,5 đến 4 ở Con Tum, Hòa Bình, Lai Châu trong 2 tháng đầu năm nay. Thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu. Trong đó, Con Plong của Con Tum là nơi xảy ra nhiều nhất với 17 trận trong tháng 2 và 6 trận trong tháng 1. Hai trận còn lại ở huyện Mương Tè, Lai Châu và Lương Sơn của Hòa Bình với độ lớn lần lượt là 2,6 và 2,8. Tất cả các trận động đất này là động đất kích thích. Thông thường, những trận động đất có độ lớn dưới 5 được xem là động đất nhỏ, ít khi gây rủi ro thiên tai.